cần lắm trời anh em trên kênh chat cũng như là mốt Thịnh Béo ở trên kênh thì có thể đi spam giúp tôi cái trận này để cho anh em vào cho đông vui hơn được không nhỉ? Chắc chắn là rất nhiều người vẫn còn muốn xem ESV TV cast cái trận đấu này. Lion thì họ đã ban vào hero tủ của EO rồi, trong khi đó thì NIP Bulldog ngày hôm qua hành Na'Vi như thế nào thì ngày hôm nay Bulldog sẽ không được xuất hiện trước những người đồng hương Thụy Điển của ERA. Lượt ban thứ hai của Ninja đấy là con rồng băng rồi, trong khi đó Lion họ đang suy nghĩ đến cái lượt ban thứ hai của mình, rất có thể là sẽ ban vào con Tuska ở đây hoặc tôi nghĩ là ở cái phiên bản này 6.85 mới update thì có thể là họ sẽ không ban vội vào con Lestrade. Có thể là ban vào Tuska hoặc cũng có thể là ban luôn vào con Phantom Lancer. Chặt đường tiến đường lùi của Hera luôn. Đội hình bên phía team NIP thì có hai hero, hai player đáng chú ý nhất. Đầu tiên đương nhiên là Hera rồi, gánh kèo. Và thứ hai đấy chính là Lim và ban vào Queen of Pain của Lim rồi. First pick dành cho Ninja and Pyjama, và với việc các bạn còn Queen of Pain cũng như EO, tôi nghĩ rằng bên phía NIP họ có thể đánh với Lina dành cho Lim, và đúng là Lina dành cho Lim với cái style sẽ là lên Shadow Blade. Ơ kìa, thanh niên Thịnh Béo này mình online Skype suốt từ nãy đến giờ rồi mà. Chả hiểu sao. Đây Vic Mark với cả Hùng. Và first pick dành cho Alien đó là Lestrade. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái lượt pick nó khá là hack não bên phía của S4. Hoàn toàn có thể là một con Lestrade chơi ở vị trí là Hero Support khi mà nó đã bị nerf cái skill 3 rất là mạnh rồi. Tại sao lại có bạn nói là không xem ở trên kênh trang chủ nhỉ? Xem rất là bình thường mà. Anh em nào mà còn ở trên kênh YouTube thì có thể sang bên trang chủ để chat talk của mọi người nó vui hơn và nó đầm ấm hơn. Thực sự là như thế. Đầm ấm hơn rất là nhiều. Bên phía của team Alliance lượt ban, lượt pick thứ hai, pick vào con Darkseer ở vị trí là offlane dành cho Bull chó. Cá nhân tôi thì không đánh giá quá cao những con hero kiểu setup combat hay là key combat như thế này với Bull chó. Bull chó mạnh mẽ nhất ở những con hero nó có khả năng farm up lên như là con nhện, con phu. Luôn rui cũng không phải nói về Bull chó nữa rồi. Pick thứ hai dành cho bên phía của NIP và có lẽ sẽ là một lượt pick vào con supporter. Reserve time. It's not free, you know. Vâng, như vậy là không ba, không pick vào supporter và pick luôn ultimate cho ERA rồi. Một cái lượt pick ở vị trí là hard carry ngay ở cái lượt pick thứ hai. Nó sẽ tạo ra cho Lion những cái lượt pick counter. Tuy nhiên thì hiện tại bên phía Lion với Darkseer với con Lestrade, nói chung là nhìn vào lineup hiện tại như thế này thì vẫn đang là 50-50. Thực sự vẫn đang là 50-50. Bull chó với con Darkseer hoàn toàn có thể làm khó được ERA trong quãng thời gian đầu farm. Với cái Iron Shell của mình, Thịnh Béo đang gọi cho tôi rồi. Chắc chắn là nhấc máy thôi. Không thì nó lại bắt đầu trừ lương, kinh lắm. Alo alo. Alo alo alo. Giảm độ phân giải xuống à. Alo alo. Alo. Alo Thịnh à. Alo, nghe gì không? Alo. Chờ tí cho nhỏ tiếng in game. Alo alo, nghe gì không? Reserve time. Không nghe thì nói gì thì cái này. Alo alo alo. Rõ ràng là chỉnh mắc Skype tiếng rồi. Không nghe thấy gì. Nghe chưa? Nghe chưa? Lúc này thì mình chưa nghe thấy Thịnh Béo nói gì cả. Không biết là có vấn đề gì ở trên kênh không mà thấy có anh em có bảo giảm độ phân giải. Đã nghe cái của Thịnh Béo rồi nhưng hiện tại thì chưa thấy. Thịnh Béo vừa gọi lại cho mình vẫn chưa nghe thấy. The hell. Alo. Tại sao lại gặp hiện tượng như thế này? Alo alo alo. Thì alo Thịnh Béo ạ. Anh em có nghe thấy Thịnh Béo nói gì không nhỉ?
À có lẽ là lúc nãy thì Thịnh Béo định đùa cát. Định đùa cát, mình không hiểu tại sao mà Skype lại không nghe được. Mà mình rất muốn đùa cát với cả Thịnh Béo game này khi mà Alliance là team mà Thịnh Béo thích nhất. Bùn chó là thần tượng của Thịnh Béo rồi, ngày hôm nay thì Bùn chó đánh một con Daxia mà mình cũng không thực sự là tin tưởng vào cái tay nghề Daxia của Bùn chó cho lắm. Lượt ban thứ ba thì Alliance họ ban vào Hero Support, đối phương là Witch Doctor. Đang tính đến lượt ban tiếp theo, ban luôn con Disruptor của Handscan rồi. Trong khi đó thì bên phía NIP họ ban vào Bounty Hunter và Blue Seeker, những con hero có khả năng là counter được con AM. Tại sao tôi nói con BH là counter được con AM? Cái lượng tiền mà con AM farm vượt nếu như bên phía Lion họ có cho mình con Bounty Hunter với những cái check kill, mặc dù là nó đã bị nerf đi khá là nhiều rồi, hoặc là những cái tình huống check thẳng vào đầu con AM để xác định xem là con AM hiện tại đang farm ở đâu, thì bên phía Lion họ sẽ có những cái lợi thế lớn, ít nhất là họ sẽ không bị quá thọt về tiền nếu như họ thắng được trong combat. Và còn con Blue Seeker nó counter ultimate như nào thì tất cả chúng ta đều biết rồi. Anh em chơi Dota phiên bản mới thì ai cũng nắm được. Tiếp tục là con KTL dành cho Ninja and Pyjama. Đây là một con hero tôi đánh giá là 50-50 trong đội hình của team Nip. Một là nó sẽ counter rất khủng khiếp vào những cái việc control lane của đối phương. Hai là nó sẽ thành một cái fail pick giống như trong trận đấu với cả team Five Young. Cả hai trận thì Nip trong cái kèo đồ đó đều pick vào con KTL này và cả hai lần pick thì đều fail. Alliance thì họ pick vào Tuska ở vị trí là support. Như vậy kèo này thì có lẽ là Let's Shark đánh đi mid chăng? Thực ra thì với cái phiên bản 685 mới này và việc S4 cầm ban pick cho Alliance, cái việc phán đoán là họ sẽ pick vào con hero nào không phải là điều quá dễ, thực sự là như thế. Bây giờ thì Alliance họ còn thiếu một con support và một con hack carry nữa. Nếu như Let's Rock chơi ở vị trí hero đi mid, hoặc nếu như hack não thành công thì S4 sẽ pick vào con hero đi mid cho mình ở vị trí là lượt pick cuối cùng. Còn đây là lượt pick thứ tư dành cho Alliance, có lẽ sẽ là lượt pick dành cho Loda. Và với con ultimate, Loda có thể đánh Gyrocopter. Vâng, có anh em ở trên kênh chat, vâng đúng là Phantom Assassin dành cho Loda. Tôi vừa mới định nói là có anh em ở trên kênh chat thì success cho S4 là pick vào Phantom Assassin. Và lần này thì đúng là có Phantom Assassin rồi. Và trước khi lên cast cái trận này thì tôi có ở nhà xem trận No Logic Gaming với cả Lemon Dog. Thì con PA của Nico Baby nó counter hoàn toàn cái con AM bên phía của team Lemon Dog. Nó là khủng khiếp luôn. Với cái việc là búp lên cho cái skill 1 của con PA bây giờ nó có cả hiệu ứng của item thì cực kỳ khủng. Chỉ cần một phát phi bát vào đầu thôi là xong. Và với việc là bên phía team Alliance có con PA thì tôi chưa hiểu là Keeper The Line sẽ sống kiểu gì nếu như Phantom Assassin có thể xanh và vượt qua được quãng thời gian early game. Không, tôi thì tôi định nói là tôi phán đoán là sẽ pick vào Gyrocopter cho Loda, nhưng mà tôi đọc ở trên kênh chat có một thanh niên success, có một thanh niên gợi ý là con PA. Tôi mới sức nhớ ra, thôi chết rồi. PA bây giờ nó counter lại con ultimate cực kỳ hay. Chính xác bây giờ là YouTube rồi. Đúng rồi, bát thì vẫn có tỷ lệ theo như cái búa bát lên thôi, nhưng mà chỉ cần một tình huống bát thôi, con PA này nó đã có bám thảo người đối phương, nó đã có slow rồi, lại còn thêm một cái bát cát được từ xa nữa thì nó là vô địch. Nó là vô địch về việc bắt lẻ. Và pick vào con Phantom Assassin nó sẽ khiến cho con ultimate này sẽ phải farm rất rất nhiều đồ mới có thể cân lại được. Tuy nhiên thì Nip họ cũng có một con Keeper The Line có khả năng là dép trong dép sâu khá là khỏe. Nhìn vào đội hình của Lion là đang là một đội hình cơ động. Đội hình khả năng đánh cơ động và early game, mid game họ đánh rất là tốt với đội hình như thế này. Cái điều tôi còn nghi ngờ ở đây trong đội hình của Lion đấy là việc buôn chó cầm Daxia ra sao thôi. Thế nên là sau cái quãng thời gian mà thanh niên này
chơi những con hero kiểu như Darkseer là đánh Clockwork thì thôi siêu fail rồi. Không biết là hiện tại bây giờ thì đã tập tành thêm được tí gì chưa. Earthshaker là pick tiếp theo dành cho bên phía team Nip và họ vẫn đánh với một cái đội hình quen thuộc của mình thôi. Alliance có lẽ là biết điều này. Và lượt ban cuối cùng Alliance họ cũng phán đoán ra luôn, ban vào con Legend Commander của Jonas Fan. Tức ra các con LC này nó đi đối đầu với cả một con PA, và nếu như Let's Track mà đánh ở vị trí là Core Hero số 2 thì cái con LC này cũng không phải là quá khủng khiếp gì cho lắm. SF là lượt ban cuối cùng bên phía của team Nip, và như vậy là ERA, không, lần này thì là Handscan phán đoán là Let's Track chơi ở vị trí là support, nhưng không phải, sẽ là Let's Rock được cầm bởi S4 và Night Stalker chơi ở vị trí là hero support. Một đội hình cực kỳ hứa hẹn bên phía của Lion, vẫn nhìn một cái lineup như thế này tôi đang cảm thấy cực kỳ là hào hứng trong cái việc là cast cái game này, cũng như là niềm tin vào Lion họ sẽ vượt qua được team NIP, khi mà có vẻ như là Lion họ đang ban pick có phần nào đó gây được quá nhiều bất ngờ dành bên phía team NIP rồi. Ngày xưa tôi nhớ là ERA là người cầm ban pick cho NIP, nhưng hôm nay, không phải hôm nay mà mấy game gần đây, mấy kèo gần đây thì NIP họ có người ban pick mới, đấy là thanh niên Handscan. Bây giờ thì Handscan sẽ pick cho mình lượt pick cuối vào, đó là con Lion ở vị trí là hero support. Khả năng control lên với Lion với cao TL thì nó rất là kinh. Tuy nhiên con Earthshaker của Jonas Solfan liệu nó có sống được với Loda của PA của Loda hay không thì chúng ta cùng phải xem. Tôi nghĩ là kèo này Alliance họ đang có lợi thế với những cái lượt ban pick tốt như thế này. Thực sự là S4 bắt đầu sang phiên bản 6.85 thì ban pick gần như là kiểu lột xác luôn. Tôi thì tôi vẫn nghĩ là một con Night Stalker chơi ở vị trí là support, nhưng cũng có thể sẽ là Night Stalker được cầm với S4 đi mid. Ui, Night Stalker S4 đi mid thật, chết rồi, Noob Caster. Ok, ngày hôm nay tôi sẽ chơi kiểu free cam luôn, không gì phải ngại cả, mặc dù là con chuột ở studio, cái con chuột này nó đang hơi bị sida một tí, nhưng mà không sao. Có một tình huống di chuyển 5 người đến từ phía của team Nip rồi, chúng ta cùng check qua cái lượng item. Lim cầm luôn cho mình một cái watt để có thể cắm vào cái lane mid và control lane mid được tốt hơn. Trong khi đó thì Akke sẽ là người cầm con Let's Rock. Như vậy là tính toán đến từ phía của Ninja Pyjama là chính xác. ERA như thường lệ với một cái set đồ, một nửa cái búa bát cùi và một nửa cái manta. Quê gì bình thường mà đấy lại là style của anh ấy mới hay cơ. S4 thì có hai cái tango xe, mua đồ cực kỳ giản dị, mua đúng cái cặn rau muống thôi. Bao nhiêu đồ dồn hết vào cái bình. Cái con Night Stalker này mà không có bình sớm sẽ chắc chắn là quỳ trước con Lina thôi. Lina set đồ mặt trăng bánh trung thu, có vẻ quan tâm đến tình hình châu Á hay sao. Thanh niên Lim này mặc một set đồ kiểu bánh trung thu luôn. Loda thì với set Phantom Assassin truyền thống của mình, set Phantom Assassin có thương hiệu của Lion ở đây. Vâng, đã có tình huống cắm thẳng vào người của Handscan và chặn được đường Lion. Bây giờ thì Seal Kit vừa xong Kamezoko rồi, Lion chắc chắn lên bản điểm số. Timing stun tốt của Akke và First Blood thuộc về Minus với con Tuska. Những cái lợi thế đầu tiên dành bên phía của Lion, và ngay lập tức S4 đã xong cho mình cái bottle rồi. Thực sự là con chuột này nó không ổn cho lắm. Thực sự là như thế. Tôi sẽ để cam của thanh niên Vilas. Không, thỉnh thoảng nó bị lose control. Anh phải di được hết chuột. Chỉ di ngang. Anh em cứ kêu trừ là tôi trừ. Vâng, dưới bot thì sẽ Loda sẽ được hỗ trợ bởi con Tuska ở đây. Sẽ là trip lên của bên phía Lion. Pun chó sẽ đi solo lên với cả Earthshaker. Hai bên sẽ đấu chip lên, với việc là bên phía team Nip có con cao TL cũng như là con Lion. Nếu như không cẩn thận thì Lion họ sẽ là quỳ ở cái lên chip này.
Nhưng Lion lại có một con Tuska khả năng là gom đồng đội vào trong cái quả bóng cũng khá là hay. Hoàn toàn có thể counter lại những cái skill bên phía của team Nip được. Và con Tuska ở vào thời điểm đầu game như thế này thì cái lượng máu cũng như là cái lượng giáp của nó là ổn để có thể ra hứng đam đỡ cho con Lestrak hay là con PA. Còn con Lestrak thì chắc chắn là phải đứng sau rồi. Lestrak của Ake đây là một con hero có lượng máu khá là mỏng. Nếu như không được build core, có stun chính xác vào đầu của ERA không làm gì được cả, chỉ là harass thôi. Hiện tại thì ERA đang farm tương đối là yếu với chỉ 3 con creep. Trong khi đó thì Loda cũng gặp khá nhiều khó khăn với những cái quả Kamezoko của KTL. Chỉ đang farm được 4 creep bằng với cả ERA thôi. Vâng, chưa sang phút thứ hai và đã xong cái show ring dành cho Bun chó rồi. Có lẽ sẽ là một kèo farm dễ, sẽ là một kèo farm khá là dễ với Bun chó rồi. Hiện tại thì trên lên top với Bun chó đang cố gắng dồn vào và harass vào người của Shaker. Và Bun Dog với con Daxia hiện tại đang là người farm đầu bảng. Một cái đội hình mà bên phía team NIP họ có cả Shaker cả Lion, rất nhiều những cái disable. Trong khi đó thì với Alliance họ có một đội hình có khả năng đi gank ở vào giai đoạn early game cũng như đầu mid game nó quá khủng với Lestrak, đặc biệt là con Night Stalker đi mid. Một con Night Stalker đi mid chắc chắn là nó phải có lượng item rồi. Hiện tại thì Night Stalker đang farm hòa với cả Lina ở mid của Lim thì hơi bị chết dở thành bên phía của team NIP. Một cái rune envy của Minus. Bây giờ thì nếu như Lim di chuyển không khéo, không thực sự tôi nghĩ cũng chưa chắc đã bắt được đâu. S4 lên cho mình vào 2 chấm vàng và 2 cái điểm vào cái skill 1 void, như vậy là chưa lên bất kỳ một điểm nào vào cái skill 3 Aura Hunter in the Night của mình cả. Việc lên như thế này chắc chắn không thể bắt được vào con Lina sớm được rồi, hơi khó. Sẽ làm tình huống sử dụng Invi và di chuyển xuống dưới khu vực boss thôi. Loda đang khá là ít mana, chọc stun chính xác của Hanscan, nhìn tưởng fail rồi nhưng mà vẫn chính xác, không thể nào giết được Loda trong tình huống này. Khi mà Loda hiện tại bây giờ level 3 và đã lên cho mình 1 điểm vào cái Blur. Ây kìa, đấy là tôi dự đoán. Đùa, các anh em thấy thịt béo không? Nó rất là lạm quyền ở đây nhá. Tôi chỉ dự đoán là thanh niên Bun chó này cầm con Daxia nó sẽ không thực sự là hay. Chứ còn tôi không bảo là farm không hay. Farm thì đương nhiên Bun chó farm off lên gần như nhất thế giới rồi. Ở đây thì có stun vào đầu của ERA. Không có gì xảy ra quá nhiều cả, chém thẳng ngược lại Minus luôn. ERA đánh cũng là lạnh lùng. Di chuyển lên đánh vào nách trái của Hanscan, đang cố gắng để tìm đối tượng để chọc stun nhưng chưa có ai rồi. Dưới boss thì Loda gần như là không lúc nào có mana cả. Ở mid, what? Rồi. Ở mid có một tình huống S4 di chuyển vào đêm đầu tiên ngay sau phút thứ tư. Ngay sau phút thứ tư thì S4 đã có một pha di chuyển vào solo kill và Lim. Đánh như thế này thì bên phía của team NIP họ đang gặp khó khăn rất nhiều. Tiếp tục bơi lên top. Như vậy là trong tình huống vừa rồi. Vâng, tiếp tục Jonas Sonfan bây giờ lên bảng điểm số chắc kèo. Double kill dành cho S4 với Night Stalker. Khủng khiếp quá, dưới boss thì Lion cũng đã phải lên bảng với một tình huống kill của con Lestrak setup combat với một cái rune đua đam như thế này của Ake. Giết được Lion và bây giờ thì Lestrak cũng đã xong cho mình cái giày rồi. Tại sao dạo này các thanh niên quay cam ở Reborn cảm thấy Sida nhiều đấy nhở? Ngày xưa ngồi xem cam chùa này không thoải mái lắm à. Ở mid có một cái stun thẳng đầu của S4 nhưng S4 bây giờ chơi luôn không được rồi. Lim bị búp cái skill 2 của con Night Stalker và bắn mid một vài phát rồi. Như vậy thôi là đủ cho S4 có thể chạy về. Game đấu đang nghiêng hẳn với bên phía của Lion ở vào giai đoạn early game này, khi mà họ đang có hai con hero farm đầu bảng. Loda thì farm không hề kém so với cả con AM. Trong khi đó thì họ đang có được 4 mạng rồi, giành chiến thắng ở lên mid với level 6 dành cho Night Stalker. Trong khi đó thì Lim mới chỉ có cho mình cái level 5 thôi. Có lẽ là bây giờ mới lên được cho mình cái giày. Đúng là có giày dành cho Lim rồi. Giày cầm cả tele luôn. Nếu như bị Night Stalker canh vào thì sau một void con Lina này sẽ là tele thẳng về trụ nhà. Bây giờ thì đã có phải
bảo kê ra đến từ phía của Lion. Thực ra thì ở bất kỳ cái phiên bản nào với việc pick vào cả Lion cả Lina như thế này, và ở vị trí là Lina đi mid, Lion đánh support, chưa bao giờ làm cái điều hay cả. Một tình huống bơi thẳng vào đến từ phía các thành viên của Lion. Minus là người mở combat, timing stun quá đẹp, quá ok rồi. Tiếp tục là có bạn dành cho Lion 5-0, có phải chọc stun trước, what the hell, không có voi. Như vậy là không cancel được TP trong tình huống vừa rồi. Hand scan, một tình huống mà bất lực, nhìn Lina lên bảng rồi. Tiếp tục là di chuyển lên trên top đến từ phía của Lion. Họ đang đánh cực kỳ bay ở đây rồi. Jonas Somphan bị slow vào, bất ngờ Lona xuất hiện ở trên top. Jonas Somphan bị chặn đường rồi, phải sử dụng cái Echo Slam ra. Ui, combo cực kỳ tốt của Echo Slam, stun trượt quá kê rồi. Có tele lên để bảo kê Lim, một hit là giết chết mạng của Lestrak luôn. Như vậy là combat không đổi ai. Một tình huống mà Jonas Somphan xử lý hay. Surfire recap trong pha vừa rồi là khoảng tầm 850 cũng như là 545 XP dành cho bên phía của Nip. Pha xử lý tốt của Jonas Somphan với cái Echo Slam cực kỳ chất lượng. Chừng đó thôi là hai con support của Lion lên bảng rồi. Và với việc cả offlane cũng như là cả Lim đi mid đều có được mạng trong pha vừa rồi thì NIP họ cũng đang giải quyết tốt được cái việc là hơi bị thọt so với Lion giai đoạn early game như thế này. Tiếp tục là di chuyển xuống dưới bot đến từ Lion thôi. Bây giờ thì Daxia đã bơi vào rồi, nhìn thấy Lion rồi. Hand scan chọc stun lên, bây giờ tiếp tục hack vào Minus. Có Kamezoko bắn ra, Minus di chuyển hơi bị láo lên. Jonas Somphan lại là người chơi hay. Và lần này thì chính Jonas Somphan có mạng, hai mạng dành cho Jonas rồi. Uống lương khô bình máu to của hand scan. Nip họ đang bảo kê cover cho nhau tốt. Có di chuyển vào trong khu vực rừng đến từ Lim. Bùn chó bắt buộc là phải lùi về thôi. Bùn chó kèo này là kèo đang hiện tại farm hơi khó. Nếu như để đối phương ganh vào thì chắc chắn là con Daxia này không. Daxia level 8 với 2 điểm vào search và một cái World of Replica. Có lẽ cũng không có vấn đề gì quá nhiều. Ok, bị disconnect ra rồi. Đảo lên đánh vẫn cứ là mượt mà đến từ Lion. Farm đầu bảng thì đang là bùn chó. Level 5 cho Loda. Xong cho mình cái Ring Basilus. Item tiếp theo sẽ là một cái Aquila thôi, nhẫn mỏ vịt. S4 thì sao, đã xong cái giày cheat rồi. Một cái Magic Stick đối với một con Night Stalker thì đồ đạc như thế này đã quá đủ để ganh trong đêm đầu tiên hoặc là đêm thứ hai rồi. Đúng rồi, thực ra thì anh em cũng không cần phải để ý, tôi nghĩ là anh em không cần phải để ý đến cái lượng view các thứ quá nhiều đâu. Quan trọng là cái chất lượng kênh chat của chúng ta như thế nào và cái chất lượng xem game của chúng ta như nào thực sự mới là cái điều quan trọng đối với khán giả. Nếu mà cá nhân tôi là khán giả thì tôi quan tâm đến cái điều đó hơn, bởi vì thường thì tôi ngồi xem thì tôi ít khi gọi là chat chứ các thứ ra. Trừ khi là có gặp anh em quen thôi. Đã là lâu lắm rồi, ngày hôm qua cả ngày hôm nay tôi mới thấy một anh Mỹ cũng như là Thịnh Bèo có một những tình huống cap mà nó nhiệt như thế này. Lâu đâu mày làm sao? Hôm trước Tat Empire với cả Phai Răng có 8 anh em ở Việt Nam xem thôi, còn lại là 10. Ý ở đây là gì? 10 ông Tây xem, anh vẫn nhiệt là lâu rồi tôi mới caster Dota ESV với kiểu tăng động như này. Ngồi nói rõ là nhiều, người rung 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 như kiểu sướng lắm rồi, như kiểu là với chúng luôn đề. Lâu rồi. Trừ luôn Thịnh Béo đòi trừ lương cả hai anh em mình này. Tại sao? Như vậy là đã gâu lại rồi. Ôi, Thịnh Béo lại gọi cho tôi. Alo, tôi alo, alo, alo. Giọng Thịnh Béo sau cái tình huống gọi này không thì chả biết được. Alo, alo, alo. Ôi, chỉ toàn nghe thấy announcer thôi. Era yếu máu quá. Này chắc là Mỹ không nghe thấy tiếng tôi đâu, nhưng mà chắc là viewer nghe thấy đấy. Của Jonas Somphan, và hiện tại thì Jonas Somphan đang chơi cực kỳ tốt. Đang là người gánh toàn bộ cái đoạn early này bên phía của team Nip. Rune DD dành cho Shaker, bây giờ mà S4 bơi vào quá là dính rất nhiều cái stun ở đây này. Là xong, là còn chết ngược cơ. 1200 máu nó không phải là quá nhiều đâu, đây có Laguna Blade rồi. Thử vào hộ trị cái xem nào. Ở lúc này thì tôi biết là các bạn ở kênh chat nghe thì tôi có đông Mỹ không nghe thấy. Vì là Skype bị lag là tôi tuyên bố là sẽ trừ lương ông này với cả cái thằng gõ bàn phím bên cạnh. Vì cái tội. Ghét thật. Dám kiểu ngồi chat, nói chung là trừ lương.
Ơ, à, chết rồi. Nhầm. Gọi lại. Ok, anh em thích thì tôi sẽ bảo, tôi sẽ để cho Thịnh Béo Cát game này qua YouTube. Có một tình huống của Bulldog đang bị quay ở dưới bot, đặt tường ra đến từ Bulldog. Bây giờ có xuất hiện tình huống Minus ở đây. Ui, Maravoy, nhưng mà Minus có một pha mà chui vào trong quả bóng thôi. Bulldog chết rồi. Bây giờ thì Minus có lẽ là cũng lên bảng luôn. Một hit bắn tay nữa, di chuyển lên đến từ phía của Handscan luôn. Và Era trong pha vừa rồi là cắn stick, tự nhiên chết luôn. Hai ông hero gần như là dày cơm nhất ở bên phía Team Lion thời điểm hiện tại. Và lại còn là feed mạng dành cho Era nữa. Không tốt một chút nào. Thề luôn là tôi không nghe Thịnh Béo, chứ tôi nghe Thịnh Béo là tôi đua cát rồi. Chứ ai lại để thằng em nó cứ xin xỏ mình, anh ơi cho em đua cát như thế, gọi điện mãi cũng hơi ngại. Nhưng mà thú thật là không nghe thấy đây. Anh ở đây có hai thanh niên nữa có thể làm chứng cho tôi. Điều là không nghe thấy thằng Vic. Ai nói thế? Trừ lương anh ấy. Gọi điện thoại cắt luôn. Ông ấy quay ra ông thì thầm. Ê, Thịnh này không nghe đâu. This. Không nghe đấy thật mà. Kỳ lạ phết. Và S4 lên cho mình một cái hand midas. 10 phút có hand midas cũng là ok. Di chuyển vào trong rừng và cố gắng farm rừng ở đây rồi. Hiện tại thì kèo đang khá là căng. Và chúng ta chuyển sang ngay network sau khi thời gian đã phút thứ 10 rồi. 5.000 network dành cho S4. Chênh lệch network khoảng tầm gần 2.000 thì chưa phải cái gì quá lớn cả. XP là hơn 1.000, hoàn toàn vẫn là đánh được. Dưới bot thì Era vẫn đang farm ổn, chưa có bất kỳ có dấu hiệu gì là Era sẽ thọt ở dưới bot này, khi mà cái lượng disable đến từ phía của Lion đang là không đủ giai đoạn này. Trong khi đó thì dồn đam tay với một con PA nó là khủng nhất thì nó đang ở trên top rồi. PA sẽ lên cho mình một cái trống. PA sẽ là lên trống. Ok, Jonas Somphan, kẻ gánh kèo bên phía của NVP vẫn đang có tình huống di chuyển tốt cũng như là đánh rất là hay. Xong giày mana rồi, có khoảng 1.200 tiền dưới bot thì đang là dồn vào trụ đến từ phía của team Alien. Có lẽ họ sẽ cố gắng đi ăn cái trụ này. Ba con hero nó dày màu như này thoải mái mà chơi thôi. Mở ulti ra của S4 giảm tầm nhìn đối phương. Sẽ là trụ đầu tiên dành bên phía Alien. Chắc chắn là không ra đép rồi. Trong khi đó các thành viên của team Nip họ cũng tập trung ở trên top. Vừa cố gắng để bắt được Loda, thành niên Loda trốn kỹ không? Úi sổ ơi trốn. Stay in the chi ba hi hi. Stick 5 thành viên của Nip nhưng mà họ vẫn đang loay hoay chưa thể nào tìm cách mà ăn được vào cái trụ này khi trụ này còn khá là nhiều máu. Tự nhiên creep lại tìm đến Loda luôn này. Nhưng mà Nip thì họ lùi về rồi. Đấy là tình huống mà bên phía của team Alliance họ đã ăn xong trụ boss và đang gây được áp lực khá nhiều. Đây có một tình huống bơi vào Era, Silent Era rồi. Combo của Tuska nào không giết được, chắc chắn là không giết được. Đã là 2 điểm vào Blink rồi. Và Era thoải mái trong tình huống vừa rồi. Một pha mà S4 cố gắng lợi dụng cái Silent của mình để bắt được con AM. Nhưng hiện tại thì AM chơi như thế này vẫn đang là an toàn. Farm thì vẫn là ổn, đứng ở vị trí thứ tư về network thôi, nhưng với cái tốc độ farm như thế này nào không, farm thực sự là cũng bình thường thôi. Mặc dù có một mạng, trong khi đó ở trên top đang là tình huống smoke di chuyển của Lion cũng như là Jonas Somphan với một cái finger. Chập stun là chính xác rồi, finger red nào, Loda không, ôi rồi Eco Slam thì Loda lên bảng rồi, sẽ là bắt con Lion này, liệu bắt được không, bắt được rồi. Búp chôm chôm đến từ bun chó thì chắc chắn là chơi được. Tiếp tục đuổi với Jonas Somphan, như vậy là không đuổi mà dồn lên để ăn grip thôi. Một cái chọc stun để lấy thêm máu, lượng máu của S4. Quyết định là bơi vào chơi Jonas Somphan. Đây liệu có chơi được không? Có ok, di chuyển lên có lẽ là chơi được rồi. Vâng, timing stun chính xác và Jonas Somphan lên bảng điểm số. Double kill và đó là dominating dành cho S4. Bây giờ thì mới có sự xuất hiện của Silkit cũng như là Lim. Cái con cao TL này là một trong những con hero mà nếu mà đánh vào cái giai đoạn early game như này nó cần khá là nhiều cái lượng farm của mình. Đi farm rừng này, đi control lên các thứ này. Chứ còn để tham gia combat setup với một con KTL thời điểm early này nó hơi khó và dễ để cho đối phương mắc bài. Và đó chính là cái điểm mấu chốt mà đã khiến cho team Nip họ thua trước Phai Răng trong cái trận đấu gần đây nhất của team này. Tôi có xem game đó và hai lần pick vào KTL thì đều là fail.
counter rất là dễ con hero này, và gần như là bên phía Nip trong cái lần gần đây nhất đối đầu với cả Kuroki thì họ đánh theo kiểu là 4v5, vâng, một tình huống mà tôi bị mid kill ở trong rừng rồi. Tuska của Minus di chuyển và hơi ngáo ở đây. Có một cái ward, trong khi đó thì S4 vẫn đang cố gắng là bơi vào. Vâng, mở ulti ra của S4, cố gắng dồn down vào Lim và cùm lại cancel TP. Lim lên bảng rồi siêu kit thì cũng vậy, unstoppable dành cho S4, tiếp tục đuổi vào Jonas Sompan, như vậy là không đuổi vào Jonas Sompan. Có bật luôn cả Mekan của Bulldog ra trong pha vừa rồi. Cái tai nghe này nó hơi buồn cười. Điều kia bị miskill. Thôi là vâng, giết người xong xong rồi ăn trụ luôn. Chứ không phải là đi đánh trụ mà chưa giết được người. Phong cách này là phong cách của Virtus Pro và là phong cách chơi cực kỳ hiệu quả. S4 bây giờ khỏe quá. 3.300 tiền 15 phút. Giết 6 chết 0. Chuẩn bị là 10 mạng đầu tiên có lẽ thuộc về bên phía của Lion rồi. Có vẻ như là các team đang biết cách counter con Ultimate. Thực ra thì Ultimate của ERA là một con Ultimate rất là đáng sợ và không dễ để counter đâu. Nhưng mà counter như này Lion họ đang làm quá tốt rồi. ERA thì sẽ còn khá thời gian nữa, khoảng 900 không, còn lâu mới có cho mình cái Fury, và đây sẽ là một con AM muộn Fury. Shaker thì sắp có được Blink, đây là điểm sáng bên phía của team Nip thôi. Lim thì sao, chưa xong cho mình cái gậy lốc, vẫn còn khá thời gian nữa mới xong cái gậy lốc dành cho Lim. Cái lượng item bên phía của team NIP hoàn toàn là thọt hơn khá nhiều khi mà Lion họ ăn được rất nhiều trụ. Đồ đạc của bun chó nó ui dày máu quá. Sắp có Blink luôn rồi này. Sợ thật. Vâng, Blink dành cho Jonas Somphan và team Nip họ sẽ phải lợi dụng một tình huống mà Lion bơi vào, sau đó sẽ là Earthshaker counter combat ở đây. Sau đó Tuska của Minus cũng xong rồi, mana các kiểu, một Bracer, Magic Stick. Lúc nào cũng sẵn sàng tele để mà bay về mọi nơi mọi lúc hỗ trợ cho team. Đánh như thế này Nip hơi khó, bây giờ họ sẽ phải rơi vào thế là tương đối bị động. Làm sao để giữ được một cự ly đội hình ổn định nhưng vẫn có được khoảng farm dành cho con Ultimate cũng như là con Lina. Đây là một game đấu mà lúc nãy thì tôi đang định chat talk thêm về cái việc gọi là kèo bet với các thứ. Đây là một game mà tôi tin tưởng vào Lion. Và game sau thì nếu như có thanh niên nào tin vào Mỹ Bướm thì có thể nhỏ nhẹ, thở nhẹ, gọi là chạm nhẹ vào Five Jump, có farm di chuyển vào rồi. Ui Lim, nó là solo kill của Loda luôn. Thực ra không phải solo kill khi mà có dồn thêm nút đam đến từ Ake, nhưng mà bơi vào một phát là con Lina hoàn toàn là hoang mang style, không kịp đặt stun hay là không kịp làm bất kỳ một cái điều gì cả. Ghê gớm quá. Bun chó tiếp tục là đi vào trong khu vực rừng của đối phương và farm thôi. Handscan sẽ là đối tượng tiếp theo hay không? Như vậy là tele về rồi, đánh tỉnh bài. Có thể sẽ là farm xong khu vực rừng này, sau đó sẽ là bơi vào Roshan luôn. Một cái Vla bây giờ thì Loda hoàn toàn để cùng đồng đội ăn được con Roshan này. Nhưng mà có lẽ là vẫn còn gườm con Earthshaker của Jonas Somphan một chút. Xong Blink dành cho Bun chó. Bun chó không phải là người gây được cái ấn tượng đặc biệt ở trong game này. Mà đấy là S4, phần nào đó là Minus với con Tuska. Thường thì Minus làm thanh niên đánh, mà trong cái quãng thời gian mà Lion fail ấy, tôi để ý thanh niên này đánh, ui dồi, nó là cái điểm yếu tưởng như là không thể nào mà giải quyết được rồi. Thế mà bây giờ càng đánh càng ok. Có smoke di chuyển 4 người của team Nip. Team Nip là một trong những team mà họ thường xuyên có những tình huống setup smoke nó cực kỳ là lâu la đấy. Tôi xem rất nhiều lần rồi, có lần thì họ vòng sau vòng trước đi bãi mới tìm thấy đối phương, sau đấy đánh combat thì vẫn thua, vẫn fail. Smoke mà cứ lâu la như thế này đối phương biết được rồi. Nhìn như thế này là Alliance, bên Alliance họ đoán được rồi. Có ping vào và sử dụng smoke counter ngược luôn. Daxia đang làm chim mồi ở đây, chắc chắn là team ấy họ không bơi xuống dưới bot rồi. Sẽ là một pha mà stick lại với nhau, cố gắng chiếm được khoảng rừng. Cho ERA farm thêm, sau đó là ăn thêm cái trụ một ở trên top này thôi. ERA 19 phút mới có cho mình cái Fury. Nhưng mà khi mà đối phương đang có được cái sức push nó tốt như thế này thì ERA sẽ phải làm gì để
gọi là vừa giữ được cái lượng farm ổn định cho mình mà vừa không bị nát nhà nát cửa sớm. Đã xong gậy lốc dành cho Lim rồi, còn ở Lion thì họ đang ăn Roshan. Easy Roshan thôi. Jonas Somphan không có đây, chắc chắn là không thể nào cướp được con Roshan này rồi. Bloom DD dành cho S4 và ăn Roshan luôn. Mua gem đến từ Night Stalker của S4 luôn mà đã xong cái setter rồi. Bây giờ cái khoảng tầm nhìn đến từ phía của Lion đó là khủng khiếp. 10 đến 15 phút nữa mà team Nip họ không có được một tình huống combat thực sự đẹp mà tiếp tục để cho Lion thi đấu theo kiểu như thế này, ăn thêm trụ thì tôi nghĩ là Nip họ sẽ nát sớm. Bởi vì con KTL này đang càng ngày càng phế rồi. KTL vẫn đánh với cái style là mắc 1-3, không lên Sacralic khi mà đối phương có cả PA, có cả con Night Stalker. Mắc 1-3 như thế này tôi cũng chưa hiểu để làm gì. Toàn đánh mắc 1-3 như thế này luôn mà. Đánh với cả Kuroki thì là thua. Cũng với cái style mắc 1-3 như thế này. Đánh như chấp người. Có phải Alien họ từng vô địch TI không? Alien đã từng vô địch TI với cả. Còn có đúc độ ở lên mid rồi. Run hết dành cho Loda. Nhưng đó là cái đập phít xua cực kỳ hay đến từ Jonas Somphan. Bơi vào của Lion. Cái gì đang bay đẹp thế? Cắt toàn bộ tai mắt bên phía team Nip với một cái gem và một cái scepter của Night Stalker. Phong cách đánh khá giống với cả FNG. Và tôi đã từng nói ở trong game này trước đấy là Lion họ đang có một cái lối chơi khá giống với Virtus Pro. Và đúng luôn. Ba nhé. Vòng Blink dành cho thanh niên Handscan với con Lion của mình. Hiện tại thì với cái khiên Aegis được cầm ở Loda thì bên phía của Lion nó hoàn toàn là thoải mái trong việc di chuyển. Era thì vẫn đang khá là quỳ. Rồi đã cầm xong Fury, còn farm tiếp cả Vla luôn. Cố gắng kéo drop game nhưng hiện tại kéo drop game như thế này sẽ là 50-50 dành bên phía của team Nip khá là nhiều. Cái con PA nó lết nó không quá e ngại con Ultimate nếu Ultimate không có cái MKB. AK đứng ở đây luôn. AFK hút thuốc. Không thèm để ý gì cả khi mà các core hero giờ đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Team Nip thì họ đang cố gắng để ăn cái trụ một ở trên top. Còn có một tình huống ERA đang bị focus vào. Thôi xong rồi, ERA lên bảng điểm số. Ui, xoay đi xoay lại có một tí thôi mà vẫn dính cái stun của AK như này. Hóa ra từ nãy thanh niên là không phải hút thuốc mà đứng tập timing stun thì phải. Có tele về đến từ phía của Lion rồi. Chuẩn bị là Blink ra, đằng sau có móc hậu đến từ phía của S4. Ui, vacuum trượt đến từ Bulldog. Đấy, tôi đã bảo rồi, đánh vẫn không hay lắm đâu, bình thường thôi. Chết một mạng rồi này. Đâu, có ăn gì đâu. The hell. Được mời ăn nhưng mà không ăn. Đang tác nghiệp, không làm phiền. Jonas Somphan chuẩn bị ganh vào rồi. Ui, ném một phát ra 300 máu. Xong, bài. Bài Jonas. Chắc chắn là bài. Đấy là cái con KTL nó đánh kiểu cẩn thận đấy. Cái KTL mà cứ lò mặt ra mà để con PA nhìn thấy là rip. Sẽ là cơ hội để S4 cũng như là Loda đẩy dưới đẩy cái trụ dưới bot. Mười 7 rồi, có lẽ là tôi sẽ phải check cái lượng. Ui, chênh lệch network bây giờ hơn 10.000 rồi, từ nãy quên không check cái chết dở. XP chênh lệch khoảng 7.500. Mọi lợi thế đều dành cho Lion. Return of the King rồi. Thế luôn hơi tiếc kèo này. Tiếp tục là đẩy creep đến từ phía của Silkit nhưng chẳng chung không giải quyết gì. Bây giờ bị focus vào và bị chặn đường. Không bơi vào sâu đến từ S4 mà chừng đó thôi là đủ để bên phía team Nip họ phải ái ngại rồi. Chắc chắn là không dám bơi lên, Blink về luôn đến từ ERA luôn. Đang cố gắng xa farm xong cho mình cái Yasa, trong khi đó thì Handscan đang bị vacuum đặt tường của Bulldog. Tôi có nói là Bulldog đấy không hay vacuum đặt tường trong pha vừa rồi, thực ra là đẹp nhưng mà không có cái lượng gọi là setup combat ổn ở đằng sau follow thêm. Bây giờ Jonas Somphan với một cái Eco Slam Silent
Có phải Finger thẳng một người của S4 ERA đang cố gắng chém cả thế giới hay bùn chó cũng sắp chết rồi. Minus thì hết mana, rơi gem rồi, Akke sẽ là lên bảng. Ba thành viên bên phía của team Nip cũng đã chết với việc Lola bơi vào. Tuy nhiên thì đó còn bắt 3 đổi 4, chỉ còn là duy nhất của mình ERA thôi. Nip họ đang vẫn đang cố gắng làm cái điều gì đó đây, tuy nhiên có lẽ là không ổn rồi. Lola quá khỏe, Lola trong phao rồi cũng đã mất Aegis, như vậy là còn bắt 4 đổi 4. Sorry anh em là trong tình huống vừa rồi tôi không để ý thấy là Lola bị mất Aegis hay là Aegis nó hết cái thời gian, hình như là hết thời gian thì phải. Hết thời gian Aegis chứ Lola không chết. Vẫn đang là đánh nhau có lợi thế nghiêng về phía của Lion. Tuy nhiên thì cái mục đích của họ ở lên top trong pha vừa rồi là cút được trụ thì họ đã không làm được. Trụ đầy ạc máu, 1k6 lên giày bay cho Loda. Đẹp trai lỗi tại ai, lên giày bay luôn. Không đánh nhau được cái là lên giày bay luôn. Sẵn sàng lại đi rát bất kể lúc nào. Hay lắm Loda. Tiếp tục là rình rập Roshan đến từ Lion. Hiện tại thì network của con AM nó đang bơi khá là nhiều về cái top đầu rồi. Nhưng mà team Nip thì họ vẫn chưa có bất kỳ một cái trụ nào, có lẽ phải ăn cái trụ top này sớm thôi. Phía Lion quyết định là stick vào và ăn trụ mid. Đây là một kèo bom 1 và bất kể một cái sai lầm nào thôi sẽ dẫn đến một hậu quả rất là lớn khi mà đối phương đều có những con hard carry đủ khủng. Và đã xong trụ dành cho Lina rồi, Lina sẽ lên cho mình chắc chắn là một cái gậy xanh. Đương nhiên là gậy xanh rồi. Loda không có BKB hay gì cả, quyết định lên cho mình búa bát cũng như là một cái dây bay. Đóng thêm một cái trống này để đi put. Hiện tại thì đã dùng hết mấy cái chạc trống, còn mỗi một chạc trống nữa thôi. 10-16 mấy kèo bom 1 Nanyang hiện tại thì diễn ra căng thẳng quá. Thịt béo nhá. Được lắm các anh em. Các anh em blame tôi nhá. Blame tôi nhá. Hay lắm. Dỗi rồi, không cát nữa. AFK hút thuốc. Cố gắng lên cái gậy lốc dành cho Jonas Sofang chuẩn bị đụng độ đây rồi ulti ra đến từ S4. Vâng, bị bịt mắt cái là Nip họ đi về luôn. Thế luôn không? Nói thực sự, tôi nói thực sự với cả anh em là tôi cảm nhận rõ là đến thời điểm hiện tại thì cái khả năng phản xạ của tôi ở trong game cả đánh đôi khi kể cả là cát luôn. Đây là tâm sự bình thường thôi, anh em đừng có nghĩ là tôi bỏ qua game đấu và nói về bản thân. Không phải thế, nhưng mà bởi vì là anh em có flame ở trên kênh chat thì đúng là càng ngày nó càng giảm sút đi thật. Thề luôn, tuổi tác có ảnh hưởng rất nhiều. Bảo sao mà các thanh niên cứ bảo là tuổi đời của gamer thì nó không hề cao là đúng thôi. Bơi ở trong khu vực Roshan rồi, check Roshan lại Rune DD dành cho S4. Kèo đầu đang diễn ra là căng thẳng. Vâng, nhìn thấy hand scan rồi, nhưng hand scan cũng nhanh tay ngay lập tức là hex vào. Nhưng hand scan bây giờ vẫn là lấy mạng. Ô, chọc stun chưa chết. Trong khi đó thì siêu kit bỏ mạng lại. Hand scan bị cancel cái TP của mình rồi và vẫn lên bảng đếm số thôi. Bộ đội support lên bảng 2 hơi dễ với những con hero nó hổ báo như thế này. Nhìn thấy warp của đối phương nhưng mà không phá, quyết định đuổi theo Lina đến từ S4. Có cả Tuska của Minus bơi vào rồi nhưng Tuska không có blink.
đuổi có vẻ như là đang hơi khó. Khổng tốc chạy 4-65 không khó rồi, nhìn thấy Lina có lốc lên hay không. Vâng, đó là tình huống mà bết vào để Jonas Sonfan bơi vào nhưng không được rồi. Lăn của Tuska là quá hay và tiếp tục sẽ là đuổi theo Jonas Sonfan, vẫn có sai. Xong, bye Jonas Sonfan. Gậy lốc để làm gì, chắc chắn chết rồi. Ui. Nhường mạng lại cho Loda với Unstoppable. Dưới bó để bún chó tiếp tục cái nhiệm vụ thường thấy của anh. Đẩy grip thôi. Thề luôn tôi không tự ái đâu anh em ạ. Không hề tự ái một tí nào. Ông lên một cái BKB bây giờ mới phá quát. Hay. Tầm này không còn Eco nữa thì có lẽ là bơi vào khu vực Roshan tương đối tự tin đến từ Alliance. Đúng là quãng thời gian tới thì tôi sẽ phải tập thêm cái việc là nhìn nhận combat, nhìn nhận cái cách lên đồ các kiểu của đại biểu. Bảo Thịnh Béo với cả Minh Hô Sa chỉ cho mấy ông toàn dở hơi ấp ở không chịu chỉ. Ui, tự tìm hiểu đi, Google đâu, chết giờ. Có sẵn hai ông thần ở đấy lại còn bảo mình Google. Đấy, anh em thấy tôi khổ không? Mắc khổ cái ESV này luôn. Và lúc nào cũng cắt đêm cho anh em. Thế như này. Sẽ là khiến Aegis được cầm phải Loda thôi. Nếu như phân tích của Thịnh Béo với cái boot travel này là để đi vừa farm vừa backup thì có thể là Loda sẽ đóng thẳng cả một cái boot travel 2 nếu như game đấu cần đến cái boot travel 2 như thế. Combat mà Alliance không ổn, họ sẽ lên một cái boot travel 2 như vậy. Lết xác thì 2.700 tiền. Còn Cao TL đang gặp khó khăn ở đâu đấy và Cao TL có vẻ như sắp chết rồi. Hồng lượng grip là khá nhiều. Era Jonas Sonfan backup ở đây. S4 quyết định lùi về. Đánh an toàn. Bây giờ thì có đồng đội bơi lên mới quyết định là bơi vào. Handscan một pha mở combat chọc. Stun được S4 lên rồi. Chém rất nhiều S4. Echo Slam của Jonas Sonfan. Nhưng đó là những stun cực kỳ tốt của AK. Laguna lết vào, Loda không chết, quyết định là chém ngược luôn. Era đang cố gắng Zoda và Ake nhưng không được rồi. Bay vào của Tuska, bây giờ thì mới có mạng nằm xuống. Và đó là mạng của thanh niên Jonas Sofan. Ake đã lên bảng đếm số rồi, Minus chắc chắn lên bàn A ở đây. Búp Glimmer Cape lên và đi về đến từ phía của Minus. Trong khi đó thì Loda quyết định là bơi vào. Không phải đó là Admiral Bulldog, một cái vacuum đặt tường chính xác. Silkit sẽ là lên bảng điểm số. Loda tiếp tục lùa theo Handscan, đây Handscan cũng sẽ chết rồi. Silkit ở đây thì cũng vậy thôi. Quyết định là đứng im lại đến từ phía West 4 sau khi bị cái Sakura Lick và Monster Kill dành cho thanh niên nào vừa rồi nhỉ. Night Stalker đấy là S4 team wide cho Lion rồi và có vẻ như game đấu họ đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Radiant's middle tower is under attack. 11-25. Thêm một cái gậy lốc để có thể disable đối phương đến từ Lestrak. Cố gắng băng trụ của Nip. Họ đang chờ đợi con Lina và con Lion ra cùng lúc để phối hợp cùng với cả Earthshaker. Đủ disable để giảm có thể đuổi được bên phía team Lion đi về và Lion không cần phải chờ đợi điều đó thì đi về luôn. Có chứ, tí nữa thì tiếp tục là Noobcaster sẽ đến với các bạn với game đấu là Monkey Business và Five Zang. Một kèo đấu mà trong đầu tôi chỉ xuất hiện ra một chữ nổ thôi. Thề với cả anh em luôn, nếu mà nó không nổ đừng blame tôi. Hi hi hi. Hiện tại thì ERA 1200 máu. Trong khi đó thì con Phantom Assassin này nó có thể crit lên đến khoảng tầm... Chết rồi. Thôi không tính nữa. Tính sai lại phải đổ lỗi cho là bệnh tuổi già. Có ulti ra của S4 rồi. Mở BKB luôn.
Họ muốn khóa chặt Zora Sofa này, trong khi đó thì Era đang bị dồn đam. Ô tự nhiên lag quá. Era vẫn chưa chết với tình huống Blink đi về được, nhưng Era đang bị bơi vào rồi, tiếp tục là Blink thoát được của Era. Trong khi đó thì Loda làm gỏi luôn thanh niên Lion ở đây. Loda tiếp tục bơi vào Runeterra, Lim chết rồi, phi bát luôn. Xong. Triple kill dành cho Loda, Beyond Godlike Phantom Assassin như thế này thì là quỳ. Chắc chắn là quỳ rồi, bơi thẳng ra mid và put vào một cái Runeterra ở dưới boss thì với Lestrat với con Daxia. Cái việc đẩy thêm creep vào trụ boss là hoàn toàn dễ. Xong rồi. Nip thua rồi. Kèo nổ đầu tiên của Naniang trong tối ngày hôm nay, và chúng ta sẽ chờ đợi đến cái kèo nổ thứ hai. Tôi thì đang có một kèo mồm ngoài với cả thanh niên ngồi ngay cạnh tôi đây là Miracle thắng hay là Kuroki thắng. Tôi nghĩ là Kuroki hoàn toàn có thể chơi được. Tí nữa tôi sẽ ra check xem rate với các thứ nó như thế nào. Hiện tại xem mấy giờ rồi, khéo lại muộn giờ mất. Mười lăm phút nữa à, chết. Và xong một lên dành cho Lion. Hiện tại thì network nó là khoảng 25 cành, trong khi đó thì XP cũng là 25 cành. Đánh kiểu gì? Era cố gắng farm một cái butterfly, nhưng AM farm 35 phút không đứng đầu network, chỉ đứng thứ 3. Thua. Rồi, đã xong nhiệm vụ. Tiếp tục trở lại với game đấu. Lim chật vật mãi. Tôi nhớ là khoảng tầm 15 phút rồi. Từ lúc mà thanh niên này mon men và lên cái gậy xanh, hiện tại bây giờ vẫn chưa có gậy xanh. Còn đang để tiền để buy back cơ. Smoke di chuyển của team Nip, trong khi đó thì Tuska nó dình ở đây, tí nữa thì bắt được con gà này, gà hơi xấu. Với một cái con Night Stalker nó cầm gem và một cái gậy xanh, hoàn toàn là làm chủ tất cả khu vực. Bơi ra đến từ phía của Hanscan kìa. Bây giờ thì Silkit là người đầu tiên tử nạn. Hanscan có lẽ là cũng chịu chung số phận trước khi chết, cố gắng finger một người minus nhưng không thành công rồi. Lim tiếp tục là bị đấm bát của Loda và thôi xong. Era là cũng quỷ. Bài Era, bài bách có không? Bài bách có đến từ Era. Echo Slam ra của Jonas Sonfan, nhưng phải gõ GG rồi. Hoàn toàn không thể nào làm gì được bên phía team Lion. Một chiến thắng cực kỳ xứng đáng của thuyết phục của Lion. Vâng, và game đấu đầu tiên của đêm ngày hôm nay đã kết thúc với một chiến thắng ấn tượng của Lion với màn bắt. Các bạn theo dõi ENVTV, hãy like và subscribe để ủng hộ bọn mình.